trời á. Ôi ở dưới cả tháng dưới á. Ờ đúng rồi. Mấy cô mấy cô bác bên nội á gặp nó lần đầu đó. Cái gì mà giống dữ vậy nè. Ừ, chán hả? Chán bây giờ. Bản sao? Bỏ vô máy mà, bỏ vô máy copy ra mà. Y chang. Tôi nói bây giờ. Đâu bác hai đâu bác? Hai đâu con chỉ coi. Bác hai đâu? Cậu ba. À cậu ba xuống nữa. À cậu ba. Mềm đứng nằm vậy đó. Giờ định định ít ngày nữa ăn bồng đi hết tóc nè. Kìa ba, cái này ba bí nè. Hello ba đi con. Hello ba. Hello ba. Đứng đi sát tường đi. Con lại không đâu đi. Đứng sát tường chụp hình cái nè. Lại đó chụp cao nhiêu nè. Rồi để nó đi. Rồi địch. Dính điện thoại luôn ba. Dính điện thoại luôn rồi. Dính điện thoại luôn rồi. Baby shark, chu. Baby shark. Baby shark hả? Cháo với cháo với cháo. Cháo cháo liên khúc cháo. Cháo cao quá vậy. Cao quá cao đó. Ừ ở trong người quay phim hồi nãy đo chắc hơn 96 quá. Ờ cao làm theo bác hai đi bé. Bi bi sa cao chu mami sa chu 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 mami sa. Rồi bé tới đo thử coi. Không. Bố ơi. Ông. Ông ơi. Bác hai. Bác hai. Gì? Trời ơi. Sao? Đi. Để đo đi. Để đo đi. Đi. Đi để đo. Ơi bác hai ơi ngồi con kêu vậy á. Để lấy đo đi con, để đo đi. Đi. Lấy đo bao nhiêu nè, đi. Đo cao bao nhiêu nè. Lấy đo bao cao bao nhiêu. Đi. Xuống. Xuống dưới bếp. Nhà bạn. À xuống dưới bếp. Xuống dưới bếp nè, nấu đồ ăn. Rồi nấu mì đi. Nấu mì đi. Hai ăn đi, nấu mì đi. Nấu mì cho hai ăn đi. Ờ, bỏ mì vô. Màu quay đi. Màu quay. Xe lửa. Ừ. Xe lửa. Rồi sửa xe nữa kìa. Xe sửa xe đó. Nó hay nó ngược lắm. Cô rồi đi chợ dễ hả mẹ mẹ. Con nhớ mẹ. Mẹ nhớ con. Mẹ nhớ con á mẹ. Là nó nhớ rồi nó nói là mẹ nhớ. Rồi, lật xe. Chở xe bị hư rồi. Hư rồi. Nói cho bà nội mê nó nói vậy lắm. Cái xe nó ngã, nó kêu xe hư rồi. Bây giờ nó lấy được cái cây vít, nó sửa. Hôm bữa Noel mẹ mua cho nó chiếc xe này nè. Có cái cây vít của mừng, nít chơi nó mê lắm Huyền. Cây vít thầy kéo vô. Nó mê lắm, nó lộn xe hư rồi. Nó sửa rồi. Nè bé con sửa đi. Nó hư rồi con sửa. Dạ. Dạ, nó sửa đi. Cũng là ông bà ngoại nó cũng nói giọng miền Nam ha, nếu mà mình bắt em miền Trung chắc bắt cười dữ. Sao có cầu về chạy thôi. Ê để lên hương đội ngoại của bác hai sao con. Mẹ ra bộ làm lơ không. Ơi đừng nói là đánh nó la thôi là nó đã khóc rồi. Chưa. Bà bé sợ hả? Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Bà nó nhìn vô cái kiến nó chơi. Bé sợ hả con? Bé sợ. Sợ quá. Sợ quá. Chị được coi.
đi chơi với bác hai chở bé đi chơi kìa. Đi không? Dạ đi hả? Đi không? Trên đây thì hôm qua tụi con tới đó kêu rồi hả? Trời ơi sao uổng vậy trời. Ngày hôm qua tối biết chụp hình á, hỏi nè mẹ bác hai gọi tới đi đúng rồi trời sao không kêu trời tội nghiệp vậy. Sao quá. Bác hai. Bác hai ơi. Đi dừng dừng. Đi đâu? Sao? Trời thôi đừng có nói gì nữa bé ơi. Mẹ phải được chơi. Phải không? Mẹ mami hả? Ok chờ chút. Ok chờ chút. Ok chờ chút. Rồi rồi điện đi cái đó thiệt á, lấy cái đó thiệt điện đi. Điện có mi đi. Mami à. Phải mami. Có ai điện cho Tú Tú ơi. Dạ. Có điện thoại có ai điện không? Chờ chú. Có ai điện á? Phải không? Ừ. Ờ. Chứ chăng chừng nó bấm. Không không sao đâu chị Vân với hai Tú cháu cháu không phải đâu với hai Tú nè. Ừ muốn lấy múc ăn phải không bé? Bé chưa múc, tự múc đi đổ ba ba ngoại chưa cho, ba ngoại còn đút ăn nè nhỏ nè. Để bắt đút cho nó thơm quá thơm xong quá. Rồi Tú hỏi miệng coi mắm. Ê còn nóng hả? Còn nóng hả? Nóng hả? Ê nóng phải không? Cái bậy à bậy à. Ăn cháo hả? Cháo hả? Cháo gì? Cháo hồi hả? Cháo tôm ngon không hả? Bí đỏ ngon không? Miếng đỏ ngon không? Con ăn cháo ngon không? Màu vàng. Màu vàng à, biết màu vàng nữa nè. Có màu vàng. Con vàng. Nước, nước, nước. Nước con bưng con uống đi. Rồi đúng ý hết rồi kìa anh. Con ăn cháo ngon không? Nói cho bác hai nghe đi. Cháo ngon không? Hả? Ăn ngon quá. Ngon quá. Hết món quà nữa hết món kia. Hết món quà nữa hết món kia. Điểm danh, điểm danh. Điểm danh hả? Về cái là phản liền thấy chưa Tú? Hằng ngày rửa đít rửa cu đó mà giờ bữa nay có hai nó không cho rửa. Hay lắm. Nó biết nịnh, nó biết nịnh. Nịnh lắm. Thôi nói là kề lúc đi. Tiếng không? Chắc cũng còn mà ít nữa. Coi coi còn nhiều lắm. Lấy đi con điện thoại anh đi. Cũng cũng gần hết rồi. Còn mấy chục trăm mà. Giỏi con găng nha, giỏi thì con găng nha. Giỏi găng. Ừ đó, anh giỏi. Anh mà nhè ra là rớt cái ra. Đó, bác hai ngồi bên, bác ngồi bên nó mới chịu. Trời ơi, bác rồi. Này đi ra vệ sinh nó không chịu nữa tụi bay. Đúng rồi. Thiệt quá. Mẹ hỏi con ăn cái gì cả. Con trả lời mi đi. Đi. Nè nè, ăn để nhiễu nè. Gì sao? Không hả? Không đi hả? Ăn. Trời ơi, mê chơi à. Ỉa phải có người ôm vậy nó mới chịu đó. Trời ơi. Đu cá mập con. Không lấy đi hết hả? Chỗ mới tham quan.
tiếu, nhưng mà tại vì là coi là của công trình nó bán luôn. Mua tụi con này là căn ba phòng cuối cùng của nó. Cái lúc đó cũng gần Tết rồi, cái nó nói là em bán cho anh cái phòng căn cuối cùng ở trên là giảm giá còn 1.7 thôi. Xong rồi cái con tới con coi cũng vô là cũng thích liền. Vì ba phòng thì nó rộng rãi. Đó, xong rồi cái rồi lúc đó thì con cũng có hơn 1.4 à. Rồi cái nó cho trả góp 1 năm không có tiền lời. Rồi cái chiếu lại 300 triệu là trả trong vòng 1 năm. Xong rồi cái về là con chưa sửa. Mà nhớ lúc đó là đi qua con trò hả? À, chưa. Con về để con mua. Con mua xong rồi con cũng để dành tiền là để rồi sát nhảy rồi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi. Ê Bi, anh hai mày mua căn này đẹp quá, toàn là nhìn ra toàn là phố của mình rồi. Để lên nằm xuống. Chứ ngủ, nằm lại nhắm lại. Ủa đi ngủ mà. Ủa không đi ngủ hả? Thức rồi hả? Thức rồi hả? Nằm xuống cho nó lại nha. Rồi, quay đây nè. Rồi nằm thẳng nha. Sợ. Không, sợ. Nằm xuống nhắm mắt lại. Sợ gì nằm xuống? Nằm xuống. Sợ gì? Sợ. Nhắm mắt lại ngủ. Sức mẹ ơi. Mẹ ơi sao? Ơi. Thôi. Rồi cứ ngủ đi. Rồi đập con dại. Xong. Rồi lên ngủ, đập xong rồi lên ngủ. Rồi lên nằm nhắm mắt ngủ. Rồi, rồi nhắm mắt lại ngủ rồi. Nằm xuống. Rồi nằm xuống đi. Hạ xuống. Lên đó nhắm mắt lại đi. Mở gan chi? Tẻ bé vợ. Rồi nhắm mắt đi, nhắm mắt rầm rầm xuống nhắm mắt ngủ. Sợ. Sợ nó cửa dài. Thôi biết sợ cái gì nữa. Con nhẹ, con nhẹ đi. Rồi, cái đít. Con đập con nhẹ. Đít nhiều lắm á. Thôi, con lên ngủ mình con đi. Con ngủ đi. Rồi, nhắm mắt lại nha, nhắm mắt lại nha. Vậy, nhắm mắt lại. Sợ quá. Rồi, nhắm mắt lại, hết sợ, nhắm mắt lại. Sợ rồi. Sợ mẹ không? Làm gì nhà không? Trời ơi. Rồi thôi đi về đi. Rồi mắt lại ngủ đi. Mắt lại ngủ. Rồi đi, đi, đi ngủ. Mắt lại ngủ đi, nhờ ngủ đi. Ngủ đi con. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại ngủ. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, mắt lại ngủ. Nhện bò mất tiêu rồi. Nhện chạy rồi. Nhện chạy rồi. Rồi giờ con chạy đi đâu nữa? Rồi thôi đi về đi. Đi về cho bác hai nằm con trẻ bé đi. Ông nào? Ông bác hai. Bác bên đây nè. Bác bên đây nè. Kêu ông. Bác bên đây. Bơm. Bơm. Nó đồ bơm. Nó đồ hút. Bơm không bài. Cái giờ vô đến quậy tôi luôn hả? Thôi đủ rồi con. Rồi đi đây, đi đây. Đi đây. Xuống đi hả? Xuống đi. Xuống đi.
xuống vậy? Biển hả? Đi biển hả? Giờ mẹ kêu nó được không mà mẹ kêu đi. Đi cái này nè, để cho bác soạn đồ. Bác soạn đồ, cái này bác soạn đồ. Bác soạn đồ, đi đi mình đi. Thôi con không có đòi nè. Mẹ kêu không được. Về nha. Mai ra mẹ chị. Không có về nữa. Để luôn. Rồi trả bác đi, trả bác ai đây?